Rồi, xin chào các bạn đã đến với clip của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái ghi màn hình nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta muốn ghi màn hình thì các bạn sẽ là đây là một cái điện thoại. Đó, thì các bạn muốn ghi màn hình trước mắt thì các bạn phải vô cái phần cài đặt đây. Đó. Rồi. Các bạn vô cái phần cài đặt các bạn kéo xuống. Đó, kéo xuống là có cái đĩa là ứng dụng hệ thống. Đó, các bạn bấm vào ứng dụng hệ thống. Đây cái điện thoại đây là Apple nha các bạn. Rồi. Thì các bạn đi bấm vô cái ứng dụng hệ thống. Xong rồi nó sẽ hiện lên. Hiện lên là ghi màn hình. Đó. Thì các bạn thấy không? Nó để là camera trước, nếu các bạn không bật thì các bạn sẽ không bao giờ vừa quay màn hình. À, quay màn hình mà nếu mà không có camera trước thì các bạn sẽ không thể thấy cái khuôn mặt mình ở trong cái video đó. Thì nếu chúng ta làm YouTube thì không được nghe các bạn. À, nó không là được chuyên môn, YouTube đánh giá là có thể không được chuyên môn về vấn đề này. Thì các bạn thấy bật lên camera trước. Rồi các bạn bấm là chế độ. À, cái máy này thì nó chức năng nó ít, nó không có 1080. Đó, máy mình đang quay các bạn thì nó xài 1080 thì nó mạnh hơn, còn ở đây là 480 và 7.2. Các bạn bấm như cái đây là nó 7.2, đang 7.2 thấy không? Họ trên là cho phép ghi âm thanh. Đó, các bạn thấy không? Các bạn phải bấm vào cái cho phép đó ghi âm thanh ha. Nếu như các bạn không bật cái chế độ là cho phép ghi âm thanh thì khi các bạn quay á, các bạn nói đó, thì nó sẽ không lưu được vào, và không bật chế độ camera trước thì nó cũng không có cái hình của bạn ở trong vòng đó. Rồi chúng ta thoát ra thì lúc đó các bạn đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta là kéo cái màn hình này xuống. Rồi bắt đầu các bạn bấm ở đây, máy điện thoại này là máy Apple này các bạn. Giờ các bạn bấm cái hai cái mũi tên này. Đó, các bạn bấm hai cái mũi tên đó. Đó, nó kéo xuống dày. Đó. Cái đây hiện giờ mình đang xài không tiết kiệm pin nha các bạn. À, bấm đó. Cái đó này không có liên quan gì tới cái camera quay nha. Rồi các bạn bấm xuống, rồi các bạn kéo xuống này. Bạn thấy cái chữ bắt đầu ghi màn hình không? Rồi. Đó, các bạn bấm vô bắt đầu ghi màn hình. Thì nó sẽ hiện nè, 3 nè, 2 nè, 1 không nè. Rồi các bạn không? Đó, thì các bạn thấy bên nó đang ghi màn hình nè. Là các bạn thấy ở trên nó có cái hình không? Đó, chúng ta có thể kéo qua kéo lại được để chúng ta ghi màn hình đó. Thì mình biết bao nhiêu thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta làm YouTube nha các bạn. Đó, bây giờ mình khi chúng ta là mình bấm vô cái gì đó, xài một cái gì đó thì chúng ta là vẫn có thể di chuyển cái màn hình này đó, thấy không? Để chỗ nào trống chúng ta di chuyển không, và chúng ta bây giờ mình sẽ test đi. Bây giờ chúng ta quay xong rồi test này, bấm vô nè, bấm vô cái chỗ mà đang quay nè. Đó, thì nó sẽ để là cái bi hình đang được lưu. Đó, đã được lưu các bạn thấy không? Giờ mình bấm thoát về nha. Bây giờ mình vô cái nãy mình mới quay thử nghe các bạn. Nó có nha. À, cái này có trên cùng này các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Rồi chúng ta bây giờ mình thoát lại. Giờ đó là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái vấn đề mà chúng ta ghi màn hình trên cái điện thoại của chúng ta. Đó, thì chúng ta không cần phải tải ứng dụng gì về để mà ghi màn hình cả. Nếu các bạn làm theo ý như mình, vô cài đặt làm ý như mình thì phải có âm thanh và có cái hình ảnh mình ở trong cái video đó. Rồi video tới đây mình chia sẻ cho các bạn xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ và theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay bấm like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ kênh Video Nom VN nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều.